Đang xin chào. Chỗ này đang giới thiệu các bạn cần mini, cần đút cốp chiều dài 2m7 và hãng Daiwa China sản xuất. Xuôi cần đấy, chiều dài 2m7. Đây là tem của nhà sản xuất, khuyên của cần này, khuyên 7 màu rất đẹp. Test các bạn xem được cá nó sẽ giật như này, giật thoải mái. Ok, như tầm này thì ok dưới dòng cần mini. Đấy, đặc biệt là cần này cũng các bạn có thể nâng bát được, thiết kế rất thông, thiết kế mới, nâng bát được các bạn nhé. Các bạn câu bát này thấp quá thì các bạn xoay ngược sáo này ra. Đấy, nâng bát cao lên. Đấy, cao này tầm 40 phân. Đấy, để nâng bát cao. Đấy, chiều dài cũng thay đổi tầm lên được tầm 80, được 10 phân nữa. Đấy, tầm này 15 phân nữa. Đấy, tầm 2m8 gì đấy.